Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Bạn có tin rằng thật khó để tìm kiếm và duy trì một mối quan hệ yêu đương lâu dài hay không? Có thể bạn cảm thấy không thể gặp được một người phù hợp, hoặc không có một người phù hợp với mình. Tất cả những suy nghĩ nhỏ nhặt mà bạn có thể có về các mối quan hệ cuối cùng sẽ trở thành những câu chuyện lớn mà bạn kể cho chính mình. Trí óc của chúng ta rất giỏi trong việc bóp méo nhận thức của chúng ta về thực tế và phớt lờ hoặc bác bỏ bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều ngược lại. Tự nhủ với bản thân rằng các mối quan hệ không bao giờ có kết quả hoặc chia tay là điều không thể tránh khỏi đối với bạn, và chắc chắn tâm trí của bạn sẽ hiển thị cho bạn nhiều bằng chứng cho thấy những niềm tin bạn đang nắm giữ là có thật và đúng sự thật. Nó hoạt động để đảm bảo rằng đây là thực tế mà bạn trải nghiệm. Hãy mở rộng trái tim, nắm lấy những cơ hội nhỏ, sẵn sàng biến một trong những niềm tin tiêu cực của bạn thành tích cực, và để tâm trí mạnh mẽ này của bạn tiến hành công việc tìm kiếm bằng chứng hỗ trợ điều đó. Và dần dần theo thời gian, những nghi ngờ của bạn sẽ được chứng minh là sai. Bạn nghĩ gì về những mối quan hệ yêu đương lâu dài? Bạn có mong đợi sự hoàn hảo hay không? Bạn có mong đợi rằng đôi khi những người bạn yêu thương sẽ không bao giờ thất vọng hay không? Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc, và ngay cả những người hào phóng nhất trong chúng ta đôi khi cũng có thể ích kỷ. Ngay cả những người tự tin nhất cũng có thể mất tự tin, và ngay cả những người dễ chịu nhất cũng có thể mất bình tĩnh. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Chúng ta mắc sai lầm, chúng ta trượt dài, chúng ta có sai sót. Chúng ta cần một số chỗ để trở thành con người. Trong mọi lĩnh vực vấn đề mà bạn trải qua trong cuộc sống, bạn là vấn đề và bạn là giải pháp. Và với suy nghĩ đó, Quốc Anh muốn bạn ngừng giả định điều tồi tệ nhất. Điều phân biệt những mối quan hệ yêu đương lâu dài với những mối quan hệ có nhiều nguy cơ tan vỡ không phải là dựa trên những điều ngọt ngào lãng mạn, mà là thái độ của nhau khi chúng ta gặp phải những thử thách và nghịch cảnh, mang đến cho người ấy của bạn không gian riêng và chia sẻ khi họ đôi khi gặp khó khăn hoặc có một ngày tồi tệ, là một món quà yêu thương vô giá. Những người phù hợp sẽ chỉ xuất hiện cho bạn khi bạn sẵn sàng đón nhận tình yêu. Họ đã luôn ở đó. Họ đang ở đó ngay bây giờ. Họ sẽ luôn ở đó. Những câu hỏi bạn cần tự hỏi là: tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi có sẵn sàng không? Chúng ta không thể nhận những gì chúng ta không tin tưởng, những gì chúng ta không sẵn sàng chấp nhận. Bạn phải quyết định thực tế mà bạn định sống. Bạn sẵn sàng sắp xếp lại tâm trí và suy nghĩ của mình để hướng tới ý định cho và nhận tình yêu lâu dài. Khi bạn có thể bắt đầu đến từ nơi cởi mở để trải nghiệm tất cả tình yêu và sự xác thực mà bạn xứng đáng, bạn sẽ bắt đầu thu hút đúng người vào thế giới của mình. Hãy nuôi dưỡng sự phát triển. Khi chúng ta tìm hiểu xem điều gì đó đang hoạt động tốt như thế nào, chúng ta tìm kiếm bằng chứng về sự phát triển. Đối với các mối quan hệ cũng vậy, việc chấp nhận và hỗ trợ sự phát triển của người ấy là minh chứng cho một mối quan hệ lành mạnh. Hai người cam kết phát triển và xây dựng suốt đời. Một bên mang lại cho bên kia quyền tự do phát triển bản thân, cũng như hỗ trợ sự phát triển trong mối quan hệ của họ. Đây là dấu hiệu của những mối quan hệ yêu thương lâu dài. Trong khi nhiều mối quan hệ không đi được xa lại là những mối quan hệ không duy trì được tình yêu và sự phát triển của họ, hoặc cảm thấy rằng
tự do của họ đã bị xâm phạm theo một cách nào đó. Trong một mối quan hệ thực sự yêu thương, lâu dài và lành mạnh, bạn cần sẵn sàng để dễ bị tổn thương và biết rằng đó không phải là cơ hội để người yêu của bạn phát huy quyền lực, mà là cơ hội cho phép để sửa đổi. Những khoảnh khắc này dẫn đến sự gần gũi và trưởng thành hơn. Những khoảnh khắc này thường là nơi sinh ra của tình yêu chân thành và là nguồn gốc của niềm vui. Sự thuộc về và tính chân thật thực sự trong một mối quan hệ, chúng cho phép chúng ta phát triển. Khi tập trung tìm cách cải thiện mối quan hệ không hạnh phúc, chúng ta nảy ra ý tưởng xây dựng một tầm nhìn mới về mối quan hệ. Điều này giống với việc có một người bạn đời luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ, thích làm mọi việc cùng nhau như một gia đình và rất vui khi tìm cách làm cho mối quan hệ của họ viên mãn hơn cho cả hai người. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi người ấy của mình, nhưng chúng ta có thể thay đổi mức độ chấp nhận của mình. Chính bạn và một mình bạn phải chịu trách nhiệm về tầm nhìn mà bạn nắm giữ cho cuộc đời mình. Lý tưởng nhất là cả hai người trong một mối quan hệ sẽ có tầm nhìn giống nhau và sẽ hướng tới việc đưa nó vào cuộc sống. Chấp nhận không có nghĩa là chấp nhận sự lạm dụng bằng lời nói, tình cảm hoặc thể chất. Những lời xúc phạm, buộc tội và chỉ trích thường xuyên và chắc chắn, nhất là lạm dụng thể chất, đã ăn mòn lòng tự trọng của chúng ta. Không khoan nhượng điều này. Đây không phải là sự chấp nhận, đây là nạn nhân. Tình yêu là một hành động, một lời nói. Trong một mối quan hệ lâu dài, lành mạnh, hai người yêu nhiều hơn những gì họ cần. Họ ủng hộ sự phát triển của đối phương và sẵn sàng thực hành tính trung thực, chấp nhận, có mặt, lắng nghe nhiều như họ nói hàng ngày, và họ có thể tập trung nhiều hơn vào những khía cạnh tích cực hơn là tiêu cực. Thực hành tình yêu thường bị bỏ qua trong thế giới bận rộn, náo nhiệt mà chúng ta đang sống. Vì vậy, Quốc Anh chia sẻ một nghi lễ buổi tối đơn giản mà chúng ta thực hiện trong gia đình của mình. Mỗi đêm trước khi ngủ, chúng ta nói to với nhau những điều chúng ta biết ơn, những điều mà người yêu của chúng ta có ý nghĩa đối với chúng ta, những gì chúng ta biết ơn về họ và cuộc sống chung của chúng ta. Thực hành nhỏ, ngắn này đã trở thành một phần của kết cấu tình yêu của chúng ta, giúp chúng ta phát triển nó nhiều hơn mỗi ngày. Hãy hỏi bất cứ ai mà bạn biết, ai đang có một mối quan hệ yêu đương lâu dài, và họ chắc chắn sẽ nói với bạn rằng những mối quan hệ tuyệt vời nhất là dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có thể nói những lời yêu thương cuối mỗi ngày. Để tìm thấy tình yêu thực sự, bạn phải nhấn mạnh con người thật của mình. Nếu bạn muốn ai đó yêu bạn qua những khoảnh khắc không hoàn hảo của bạn, trước tiên bạn phải sẵn sàng làm điều đó cho người khác. Hãy sống thật với chính mình. Vì vậy, bạn hãy sẵn sàng cho sự xác thực của người khác. Hãy tự tin vào bản thân, quyết định của bạn và khả năng thu hút tình yêu vào cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang là con người đích thực, tốt nhất của mình, thì sự tự tin này sẽ tỏa ra từ bạn trong ánh sáng giá trị của bản thân. Bạn sẽ thu hút một người nhận ra, đánh giá cao và yêu quý con người bạn. Hãy nuôi dưỡng sự tự tin này bằng cách biết rằng bạn là chính mình và hoàn thiện. Hãy hiểu rằng một người bạn tri kỷ là điều tuyệt vời khi có, nhưng không phải là điều bắt buộc. Nếu mong muốn của bạn là gặp một người mới, thì bạn phải sẵn sàng kết nối và cởi mở với những người xung quanh. Nếu ai đó bên cạnh bạn trong quán cà phê bắt chuyện, hãy sẵn sàng kết nối. Ngay cả khi người đó không phải là tình yêu của đời bạn, hãy tập cởi mở. Phát triển năng lượng cởi mở này sẽ giúp bạn tạo điều kiện thuận lợi cho những lần lặp lại có thể dẫn đến mối quan hệ lâu dài. Hãy hạnh phúc. Mọi người đều muốn xung quanh những người hạnh phúc. Hạnh phúc là tự tính. Vì vậy, hãy tập trung sức lực vào việc suy nghĩ và làm những điều khiến bạn hạnh phúc.
Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.